Anh tên Trung, em tên gì? Theo mình, tình cảm của Hằng đang hướng về Đông. Và mình cũng giữ cái suy nghĩ là Hằng và Đông là cặp đôi biển. Vậy là đã rõ tình cảm của Hằng dành cho ai. Chỉ có điều tình cảm ấy sẽ không bao giờ nói ra được nữa. Khi hôm ấy vẫn còn một cuộc hẹn nữa. Chào em. Mày đặt chào em quá à. Mình cứ lạ lùng ý kìa. Lạ lùng gì nữa? Tới giờ phút này còn lạ lùng gì nữa? Nghe không, mai tỏ tên ai? Mày tỏ tên ai? Mai anh tỏ tên em. Dạ. Ừ. Sao vậy? Tỏ tên đi đâu mà tỏ tên? Tỏ tên đi đâu? Thật mà. Thật mà. Ừ. Anh tưởng nó tỏ tên ai? Anh tưởng nó tỏ tên ai? À. Em mặt anh khờ vậy. Em cũng chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Tức là bây giờ xả ba đi, hai mình xả ba đi, hiểu không? Đúng rồi. Xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Ca. Mình tên là Quân Đạt. Mình và Ca. Thông điệp mà Đạt gửi cho Trâm chỉ có một mình Trâm hiểu. Các thành viên khác không hay biết gì. Vì vậy, trò chơi, lời nhắn gửi vẫn tiếp diễn bình thường. Mới đây trên xe thì mọi người có chia sẻ với nhau về cái cái mối tình mà mọi người nhớ nhất. Thì hôm đó thì em có xin phép mọi người là em sẽ không có nói. Ừ. Em xin lỗi. Thôi. Thế là mọi người nói đúng, là tại vì lý do em không có chia sẻ nhiều á, tại vì đúng là em còn bị tổn thương vì chuyện đó rất là nhiều. Nhưng mà cái tổn thương này nó không hẳn là mình còn thương hay gì đó, nó chỉ đơn thuần là mình cảm thấy ức. Thật ra cái chuyện này thì nó xảy ra cũng khá lâu rồi mọi người, cũng khá lâu chứ không phải là mới đây đâu. Nhưng mà Trâm nghĩ là nó để lại cho Trâm rất là nhiều thứ. Buồn có, vui có, hạnh phúc có, tổn thương có. Nhưng mà có lẽ là đúng là Trâm Trâm bị ám ảnh cái chuyện đó quá nhiều. Có thể khi Trâm nhắc lại và có thể là hôm nay Trâm có xúc động như vậy á, thì mọi người sẽ nghĩ là Trâm vẫn còn cái gì đó lưu luyến ở cái mối tình đó, thì thật sự không phải. Nó đơn thuần chỉ là tại vì Trâm nhớ lại những cái khoảng thời gian đó, Trâm phải trải qua những gì. Nó hơi tệ và nó làm cho Trâm xúc động vậy thôi. Chứ không phải là, không phải kiểu là còn tình cảm hay là nhớ nhung gì về cái mối tình đó mà để mà phải xúc động như vậy. Những lúc như thế này thật may cho Trâm vì luôn có Đông bên cạnh. Cuối cùng vì quá xúc động mà Trâm vẫn không nói được gì. Ví dụ như mình lúc mà Trâm khóc đó, thì mình muốn có một cái cử chỉ gì đó thân mật với Trâm. Đó là hành động trước giờ mình hay làm, mình nắm tay. Nhưng mà mình vẫn muốn bạn Trâm đối diện với lại nỗi sợ đó và nói ra được, thì mình mới thực hiện cái hành động đó tiếp theo. Và mình chờ cái tín hiệu tốt, nhưng mà có vẻ như là quá nặng đi, thì mình vẫn còn dấu chấm hỏi tại sao như vậy. Đông đã tiếp tục với lời nhắn gửi của mình. Em à, nghe thật kỹ nhé. Biết em cũng khá là nhiều đấy,
nhưng mà không thể nắm hết được tâm tư của em. Nhưng cơ bản á, em phải mạnh mẽ lên. Câu cửa miệng anh hay nói á, quá khứ vẫn là cái thứ chết đi rồi, tương lai vẫn là câu dấu chấm hỏi. Và hiện tại em phải nỗ lực hết mình, cố gắng lên nhé. Hết. Thì lời nhắn gửi đầu tiên em vẫn hướng về Trâm. Với Trâm em có cảm giác là bị đè nặng về quá khứ quá nhiều và vẫn chưa bung ra hết được. Mọi thứ xảy ra nó đều có cái nguyên do của nó. Cưỡng cầu thì không được. Phải ép bản thân mình là tiếp tục. Và tập làm quen với nó, yêu thương nó nhiều hơn, thay đổi vì nó. Và em luôn muốn người này hạnh phúc. Và em chúc là anh của em sẽ có được tình yêu như mình mong muốn, và mãi 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 hạnh phúc và sao nha. Sau chương trình này là phải vẫn phải gặp gỡ nhau nghe chưa. Một người con gái anh rất là quý. Trong mấy ngày gần đây thì ban đầu thì em khá là nhút nhát, nhưng mà dần dần thì em dễ nói chuyện và dễ mở lòng mình hơn, và anh nhận thấy là em nói chuyện cũng hay nếu như mà có một người biết cách nói chuyện với mình. Và anh hy vọng là em sẽ em sẽ luôn yêu đời và đừng có suy nghĩ gì nhiều về những cái thứ mà không nên nghĩ. Mình nên yêu đời và mình nên lạc quan, và mình nên biết là mình có gì để mình tự tin. Và cảm ơn em đã cũng khiến anh vui trong vòng những ngày qua. Thì đấy là những cảm xúc mà thật lòng, và những cảm xúc mình cảm thấy khi mà tiếp xúc với Nhu vào những ngày gần đây. Và thấy Nhu đã cởi mở và thoải mái hơn, và mình cũng cảm giác rất là gần với Nhu. Thực ra là từ khi cái lần đầu tiên em đặt chân vào ngôi nhà chung thì em đã biết là em sẽ là ai trong cái chương trình này rồi. Nhưng mà trong một phút nào đó em lại trốn cái ánh mắt của anh, và em không biết là tại sao em lại làm như vậy. Thì em nghĩ là sau khi mà em giải quyết được cái vấn đề của bản thân em thì em sẽ tự đi nói với anh. Cái lời nhắn gửi mà mình dành cho... À, cái này thì mình xin phép được giữ bí mật. Bởi vì mình đã nói là sau khi mình giải quyết xong thì mình sẽ được tự đi giải quyết với người đó. Nên là xin phép được giữ bí mật. Đêm nay trôi qua thật nhanh. Sau trò chơi lời nhắn gửi, ban tổ chức đã có một thông báo quan trọng cho các thành viên. Bây giờ thời gian chúng ta chia sẻ với nhau đã hết. Bắt đầu từ giờ phút này, các bạn sẽ chính thức cách ly hai nhóm với nhau. Các bạn nữ sẽ chuyển qua một cái khu vực mới do ban tổ chức sắp xếp trong đêm nay. Vậy là các bạn nữ sẽ phải tạm biệt các bạn nam ở đây. Bye bye mọi người. Không được bơi luôn. Có, tối mai gặp. Cho em đi bơi để em giải tỏa hơn được không? Em đang rất là stress. Cho em đi bơi đi. Em nghĩ là Trâm á, nhờ cái chuyện cũ của Trâm nặng thật đó. Tại vì em đã nghiên cứu những cái hình của Trâm rồi. Em biết cái hình của Trâm rồi. Trâm đầu cái hình đó anh em mình chưa ai biết hết. Đầu mà em vô tình em thấy được một khúc rồi đó. Cái vết đó là cái cũ của Trâm. Trâm xóa đi anh thấy không? Chứ không phải Trâm nói là xóa đi được công việc rồi đâu. Xóa đi rồi Trâm muốn nhìn thấy nó nữa.
đã quyết định xóa đi cái hình, đã quyết định xăm tên gì đó lên người mình mà bây giờ phải xóa đi rồi phải gánh cực kỳ đau luôn đó. Kể từ đêm nay, các bạn nữ sẽ dọn đến một nơi ở khác, cách xa khu nhà của các bạn nam. Cho đến thời khắc cuối cùng, các thành viên nam và nữ sẽ không còn những buổi sinh hoạt chung với nhau nữa. Sẽ chỉ còn lại những cuộc hẹn dành cho các cặp đôi. Tuy còn 7 ngày thôi nhưng mà anh thấy cũng rất là hay. Quý anh quý mọi người. Anh cũng quý em. em hiền. Em hiền à? Em hiền. Chắc là anh chưa tiếp xúc với em nhiều chứ. Không, anh hay có cảm giác đúng như vậy. Như kiểu như lúc gặp Nhu chưa nói chuyện nhưng mà anh lại biết anh là bên Nhu khó tính. Và đúng là như vậy. Thì anh đã có quyết định cho ngày mai chưa? Anh chưa, anh đang suy nghĩ. Anh đang suy nghĩ gì nữa? Anh khá là quý Nhu. Nhưng mà anh sẽ suy nghĩ là anh phải suy nghĩ là có tìm hiểu sau chương trình hay không. Cảm xúc mình vui thì là mình vui thôi, nhưng mà anh thì nghĩ hơi kỹ. Thì anh sợ là không hợp. Thì anh sẽ hơi do dự thôi. Anh sợ anh với Nhu khác nhau về cái suy nghĩ. Thực ra thì mình không biết cuộc hẹn giữa mình và Hằng hôm nay là gì. Cái người mà mình nói đến ở trong cái lời nhắn gửi thứ hai, mình cũng không chắc nữa. Nhưng mà mình nghĩ đó là cái người mà lần đầu tiên mà mình gặp ở ngôi nhà chung. Anh tên Trung, em tên gì? Theo mình, tình cảm của Hằng đang hướng về Đông. Và mình cũng giữ cái suy nghĩ là Hằng và Đông là cặp đôi biển. Vậy là đã rõ tình cảm của Hằng dành cho ai. Chỉ có điều tình cảm ấy sẽ không bao giờ nói ra được nữa. Khi hôm ấy vẫn còn một cuộc hẹn nữa. Chào em. Mày đặt cho em mày quá à. Mình cứ lạ lùng ý kìa. Lạ lùng gì nữa? Tới giờ phút này còn lạ lùng gì nữa? Nghe không, mai tỏ tên ai? Mày tỏ tên ai? Mai anh tỏ tên em. Dạ. Sao vậy? Tỏ tình gì đâu mà tỏ tình. Tỏ tình gì đâu? Thật mà. Thật mà. Anh tưởng nó tối nay. Anh tưởng nó tối nay. Em mặt anh khờ vậy. Anh cũng chưa hiểu chuyện gì xảy ra luôn. Tức là bây giờ xả ba đi, hai mình xả ba đi hiểu không? Đúng rồi. Xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Ca. Mình tên là Quân Đạt. Mình và Ca chính là cặp đôi bí ẩn của chương trình Lớp Hào mùa 13. Hai tụi mình thì quen nhau cũng được gần 3 năm. Gần 3 năm rồi. Mình với Ca quen nhau rất là tình cờ luôn. Tự nhiên thằng bạn của mình đăng ký vào một cái band nhạc. Thì nó vô band được thì nó cũng rủ mình đi theo. Rồi giới thiệu đây là Ca, đây là vocal của nhóm tụi anh. Kiểu hứa cái ấn tượng lần đầu tiên mình với Đạt là mình thấy Đạt số chàng trai này cái mặt cứ ngáo ngáo làm sao á. Quá kiểu cứ vuốt tóc xong rồi nhìn liên nghi, nhìn phải, nhìn trên, nhìn dưới. Nhưng mà lại hay để ý mình. Thành ra mình bị để ý lại. Đạt đối với Đạt á, mình là bạn gái đầu tiên. Mình là người bạn gái đầu tiên. Cái tình cảm Đạt dành cho mình rất là trong sáng. Nó trong sáng cực kỳ, như là bạn sẽ dốc hết lòng yêu thương mình vậy á. Mình cũng muốn bản thân mình dốc hết lòng yêu một ai đó thì người đó cũng sẽ dốc hết lòng yêu mình. Thế nên là điều đó là cái điều mà hạnh phúc nhất mình khi mà mình quen Đạt, để mình cố gắng như Đạt vào sau này.
Mà trước khi tham gia chương trình thì mọi người cũng khuyên mình rất là nhiều, tham gia không phải cân nhắc kỹ. Một khi mà mình xuất hiện với người yêu mình rồi á, thì mình làm nghệ thuật sẽ có đôi phần khó khăn hơn. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ càng kỹ á thì mình lại càng muốn sống thật với chính mình hơn. Cho nên là mình mượn cái cơ hội lần này để mình công khai cái mối tình cảm của hai tụi mình, để sau này tụi mình dễ dàng yêu thương nhau hơn. Như ví dụ như được bắt hình hay là đi ngoài đường mình cũng sẽ thoải mái hơn rất là nhiều. Cái lúc mà mình ghen nhất thật sự luôn á là như mình với Ca đã trao đổi trước chương trình là mình tin tưởng nhau này kia, cái kiểu vui mình như này như nọ, nhưng mà cái cảm xúc mà mình ghen nhất là cũng là cảm xúc đầu tiên luôn. Ngày đầu tiên vô là mình đã ghen rồi. Mình ghen ở chỗ á là anh Đông tặng xong cậu bốn lá, nói chuyện cũng rất là hay nha, nghe cũng ôi anh này chắc đi tới tìm người yêu thật sự rồi này kia. Đây đúng rồi của mình. Ồ, cỏ bốn lá. Nó biểu tượng cho sự may mắn đó. Cảm ơn bé Nghiện. Kiểu như mình là Ca mà hôm qua cặp đôi với ẩn chắc mình cũng đổ xíu. Rụng luôn rồi. Rồi sau đó lại tặng thêm một cái bức tranh. Lần đầu tiên được tặng tranh luôn á mọi người. Đây là kỷ niệm cái Bình Hạ Long lúc trước anh đi cách đây khoảng 5 năm về trước rồi. Nhưng mà đi có mình, hy vọng là nếu mà có duyên thì đi hai mình. Em đoán là anh thích khung cảnh này lắm luôn. Đầu tiên sườn quá. Không, hy vọng nói. Lúc đó nghe nổi da gà luôn thì chứ mình sợ sượng mình dơ luôn. Thì sợ lúc đó em cũng sợ. Nói giờ mình không. Thế em cũng sợ. Thế sau đó mình bắt đầu là mình kiểu lập kế hoạch là kiểu có một cái lý do để xa lánh Đâu một xíu. Thì cho nên là mình mới kêu là mình ấn tượng anh Đông, nhưng mà cái khuyết điểm đó là anh Đông 25 năm chưa yêu ai. Nhưng mà thực ra thì mình không cố ý nói nhiều đó đâu, xin lỗi anh Đông nhiều nha. Cảm giác của mình có giống như Hằng là người đàn ông tử tế, có đủ mọi yếu tố nhưng lại thiếu một cái tiên quyết. Đó là cái cảm gọi là sự trải đời đi. Em không muốn quen một người mà chưa có kinh nghiệm mình yêu. Tại vì đối với em thời điểm bây giờ em không muốn là phải bắt đầu lại từ đầu cảm xúc giúp người đó. Bởi vì em đã làm điều đó rồi, một vài lần rồi. Trong chương trình từ đầu tới giờ thì mình chia sẻ rất là nhiều với những người trong nhà chung là mình không muốn quen thêm ai mà không có kinh nghiệm về tình trường nữa. Tại vì mình đã bên cạnh một người như vậy tới bây giờ rồi, và mình đã giúp người đó bây giờ trở thành một người biết quan tâm hơn, biết yêu thương nhiều hơn rồi. Ca đã làm cho mình trở nên rất là tốt luôn. Trước đây thì mình rất tệ cái nào, hiện giờ mình cảm thấy mình rất là tốt ở chỗ đó, và tốt còn tốt hơn nữa. Anh không có làm gì cho em buồn hết. Trong quá trình đó anh chỉ có là anh khi mà hỏi ấn tượng ai hay là muốn gần gũi ai các thứ á, thì em là người gợi ý cho anh đó, anh nhớ không? Là người gợi ý cho anh, với lại là những cái hành động mà ví dụ khi qua đe là nói thật hay là hành động rồi chẳng hạn, thì mình luôn, nếu có Ca mình luôn là nhìn về với Ca, giao tiếp bằng mắt, hỏi ý kiến của Ca thường xuyên, nên là Ca nói được Ca ok gật đầu hay là làm một cái hành động gì đó mình thấy là ok thì mình sẽ. Mỗi người khác nhớ mà cũng 100%. Mở màn mà mình hôn đi cho nó. Hôn vào đâu thì không nổi. Đi. Hôn mà đi. Hôn đi. Nhiều người lắm biết hôn ai còn bị. Hôn đi. Hôn đi. Hôn đi. Hôn đi. Hôn đi. Ai là gì? Cho em uống ly đi. Cho anh một ly nữa. Cho anh một ly nữa. Đó, thì Ca đang cầm cái ly dưới. Trời ơi, bẻ nát cái ly của người ta rồi. Chị á, mình rất là tin tưởng bạn trai của mình. Ngay từ đầu mình nói, có thể là đôi lúc mà mình có những cái cảm xúc là giận bạn trai mình là không, vì không thể hiện tình cảm của mình lúc nào cũng giữ trong lòng đó, nhưng mà mình cũng luôn tin tưởng là bạn trai mình thương mình rất là nhiều, cho nên là nhờ cái sự tin tưởng đó mà mình nghĩ tới là mình bớt đi sự khó chịu. Thôi mà khi mà đạt lỡ có chạm da chạm thịt hay là
thử chung thử thách với ai đó. Trong suốt thời gian tham gia chương trình, Đạt không tránh khỏi có lúc được cô gái khác hẹn riêng. Và đã có lần Kaka tình cờ nhìn thấy được. Hello. Hi, tắm rửa đi ăn cơm. Tắm rửa mẫu rồi. Cái cảm giác mà mình đang nói chuyện với Nhu á, mà Ca lúc đó bước về, đối với cái tư cách của cặp đôi bí ẩn á, thì mình sợ Ca hiểu này hiểu nọ. Ừ, cặp này chứ không lẽ mới đây 2 ngày mà lại có những cái khoảnh khắc riêng tư vậy. Đạt và Ca thường có những lúc lén gặp nhau cho đỡ nhớ nhung vào bất cứ lúc nào mà các thành viên khác không để ý. Chật, đồ cứng quá. Mệt mỏi ghê. Thì em đống ra ở đấy không chọn thì quán đây đâu. Công việc của anh hả? Anh đang là làm những não của em. Những não. Còn nhớ đã có lần Ca buồn vì các chàng trai trong nhà chung. Kiểu là thấy các bạn nam bây giờ thiếu tinh tế khi mà nói ra cái vấn đề gì đó không sợ khác tổn thương. Cái người anh thích nhất trong lớp học hiện tại á nha, là em sẽ mới tới chồng. Là em sẽ mới tới chồng. Tại sao em thấy á, nữ nhà chung ai cũng xinh đẹp nè, cũng giỏi giang các thứ, biết nấu ăn cái gì, nói chung cái gì cũng biết. Mà tại sao mấy anh lại ít chủ động như vậy, khó hiểu nhỉ? Em chỉ biết người ta đuổi với em như nào thôi, em không biết người ta đuổi với người khác như nào. Trời ơi, đau lòng. Đúng rồi, không, chị không đồng ý. Có chị thôi đúng không, sao mọi người đồng ý? Thôi vậy em ngủ đi, mọi người cùng chạy. Sao ngày hôm nay mọi người có nói câu cái tổn thương tinh thần kinh khủng khiếp nha. Cho nên là đến lúc mà kêu là mình muốn hẹn hò ai là sự không muốn gặp ai hết. Lúc ấy Ca chỉ có thể tìm đến Đạt để tâm sự. Chắc là em sẽ gặp Đạt. Ca không biết rằng Đạt cũng đang có nỗi niềm riêng. Anh suy nghĩ á, nói là suy nghĩ cái thứ gì mà kiểu như anh muốn bỏ cuộc giữa chừng luôn. Dạ. Anh nản. Anh nản hả? Giật khóc. Khó thiệt. Thôi, đừng nói. Từ ra nói. Bình tĩnh lại đó. Đừng bỏ cuộc. Nói bao nhiêu lần rồi. Mà cái điều anh sợ nhất á là thứ nhất là mất em là cái duy nhất rồi. Nhưng mà anh tin đến cái điều đó mình không coi là cái điều quan trọng nhất nữa. Cái điều bây giờ anh muốn là muốn sao nói đi. Nhưng muốn mọi người vui vẻ nhau, cái như muốn ra về cái chương trình này sẽ là một kết quả tốt. Chắc chắn là phải tốt rồi. Anh cũng vậy đó, tức là mình không biết gì đó, mình cứ sợ là có một người lỡ lỡ như rủi xui. Chẳng may thích anh mà thích em chẳng hạn thì đó. Anh thử em không biết trong lòng anh nghĩ gì thì nay nó bình thường. Thì bình thường mà. Làm sao để anh thân như anh hỏi em á, thì bắt buộc mình phải nói dối. Và cái việc nói dối đó có thể ảnh hưởng tới là nhiều khi anh nghĩ xa hơn một cái là có thể những người khác không có ra về chung với nhau á. Nhiều khi cái cặp đó có thể ra về chung với nhau mà vì những cái sự nói dối của mình
Như vậy đừng nghĩ mình nói dối. Với lại sau chương trình á thì một lần phải có cuộc họp lại với nhà chung thôi, thì mình phải giải thích hành động của mình cho mọi người không hiểu lầm nữa. Thì mấy ngày nay em cũng nói rồi, mọi người cái cặp đôi bí ẩn á, cái vai trò của người ta không có nhỏ. Người ta ở đây là để làm gì, để các bạn phải tôn trọng cảm xúc của mình. Nỡ yêu nhầm người thì mình vẫn phải đi tới cùng. Mình yêu nhầm người thì mình phải chấp nhận thôi. Nó là cảm xúc thật mà sao mà từ chối được. Tự nhiên cái mình thích người này nhưng mà buộc phải ép trái tim mình yêu người khác, đúng không? Thì vô tình nó dở, mọi người lại không thật nữa. Đã quyết định chơi game rồi thì phải thật thôi chứ. Chứ giả trân ai xem. Được chưa? Anh thoải mái hơn chưa? Hôm ấy, Ca cứ ngỡ là mình đã giải quyết được nỗi niềm của Đạt. Không biết Ca sẽ thế nào khi biết rằng hôm nay Đạt đã tiết lộ thân phận. Thì trong cái buổi chiều hôm nay đã lỡ gián tiếp tiết lộ cho bé Trâm biết mình ở thân phận như thế nào. Thì anh có nói là... Thì luôn em nói thiệt với anh á, nếu như mọi người có biết tụi mình là cặp đôi bí ẩn này tạ anh hết á.